cách cài đặt và hiệu chỉnh lại cái cân KD TBED. Thì trước tiên muốn cài đặt cái cân này á, rồi thì mở cái máy ra, bắt đầu cái bo mạch á, đặt lên phía sau nè, đây là phía sau nè, nó có cái zoom nè, cái này gọi là cái zoom nè. Khi mà hai cái này nó hở ra thì không cài đặt được, thì bây giờ mình ấy phải cho nó chạm với nhau. Cái này là có cái nút nha, nếu mà không có cái nút đen này thì mình có thể lấy con ốc hay là gì kẹp cho nó dính chặt với nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn giữ cái phím giữa phím sunit á, sau đó mở máy. Đấy, đây là cái quy cách của cái cân này, hiện bây giờ nó là 1,2 kg. Quy cách này mình có thể là để nguyên, nếu mà mình xài muốn sửa đổi á thì mình có thể sửa đổi ha. Đó, 1,5 kg, 2 kg, 2 kg, 3 kg. Đó, mình muốn đổi bao nhiêu thì mình đổi tùy theo cái cảm ứng nha. Nhưng mà nhớ là phải coi cảm ứng bao nhiêu ký nha. Cái này 2 kg nè, có thể làm được 1 kg, 1,5 kg, 1,5 kg trở xuống nha. Bây giờ làm 1,2 kg đi. Đó, bây giờ làm 1,2 kg hoặc 1,5 kg. Tại vì á, cái cân này á, phải làm 3 bước. Cho nên là mình phải chuẩn bị là quả cân á, là phải đủ 3 bước chuẩn cho nó. Bây giờ nè, có thể làm 1,5 kg đi, 1,5 kg, mình làm 1,5 kg nha, đặt lên 1,5 kg. Rồi sau khi đã chọn được đúng 1,5 kg, có thấy quá, rồi 1,5 kg ha, đây là 1,5 kg nè. Sau đó nhấn phím zero, đây là cái số lẻ nha, số lẻ mình 0.1 nè. 1,5 kg thì nó sẽ nhảy 0.1, chứ 0.01 nó nhảy không nổi đâu. Đó, cũng có thể thay đổi luôn, nhấn thay đổi luôn đó. Đó được ơi, lô không thấy được. Để quay qua đây cho thấy cho dễ. Sáng quá. Đó, 0.1 nè, có thể thay đổi nè, nhấn thay đổi đi. Bên kia đó. Số lẻ đó ha, thay đổi tùy ý luôn, nhưng mà phải chọn cái đúng. Rồi. Sau khi thay đổi xong xác nhận. Xác nhận thì nó sẽ ra số nội bộ, số nội. Ha, cái số này chờ cái đèn này nó ổn định nổi lên rồi mình nhấn zero tiếp. Rồi thì lần này là bỏ trọng lượng 1/3 tải lên của lần 1. 1,5 kg thì mình sẽ bỏ 500. Đấy, 500. Rồi chờ cái đèn ổn định nổi lên, rồi đó nhấn lần 2 thì bỏ 500 xuống. Lần 2 là 1 kg. Rồi chờ ổn định rồi. Rồi lần 3 là đầy tải luôn ha. Đó, lần 3 là 1,5 kg đầy tải luôn. Rồi, chờ ổn định. Rồi, ok. Đó. Nó đã trở về như vậy là đã thành là xong rồi đó. Đó, thấy không? Rồi ok, 1 kg vẫn tròn vo luôn ha.